Đúng là miền Bắc và miền Trung của chúng ta thì đang trong cái giai đoạn là đỉnh điểm của đợt nắng nóng này. Và thưa quý vị, ngày hôm qua thì đã có đến 29 điểm nắng nóng đặc biệt gay gắt và nhiệt độ thì đều vượt qua mức 40 độ cả. Thậm chí là nhiều điểm ở miền Bắc thì còn thiết lập mốc lịch sử mới, như là tại thành phố Lạng Sơn, Bắc Giang và thủ đô Hà Nội thì chưa bao giờ mà mức nhiệt lại cao đến như vậy. Đặc biệt là tại thị xã Chí Linh của tỉnh Hải Dương, và ngày hôm qua còn ghi nhận được mức nhiệt là 42,2 độ. Tức là vượt giá trị nhiệt độ kỷ lục cũ đến hơn 2 độ. Vùng thấp nóng và hiệu ứng phơn vẫn còn trong giai đoạn phát triển mạnh. Dự báo là sang đến ngày hôm nay thì tiếp tục sẽ gây nắng nóng gay gắt trên diện rộng cho miền Bắc và miền Trung, phần từ Thanh Hóa trở vào đến tận Phú Yên. Với nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ là 37 đến 40 độ và có những nơi là trên 41 độ. Thời gian nhiệt độ cao trên 35 độ đó là từ 10 cho đến 18 giờ. Tại thủ đô Hà Nội, nằm trong tâm nóng, thời gian nóng ngột ngạt kéo dài từ 9 giờ cho đến tận 20 giờ. Chính vì thế quý vị nên lựa chọn thời điểm thích hợp để có thể vui chơi và hoạt động ngoài trời. Vào dịp cuối tuần này, nếu như quan tâm tới các sự kiện văn hóa ở thủ đô, quý vị có thể đến tham gia hội sách cũ Hà Nội tại Văn Miếu Quốc Tử Giám với khoảng 20 tấn sách cũ cùng với nhiều các thể loại khác nhau, hứa hẹn sẽ đem đến nhiều điều thú vị cho độc giả. Còn về nhiệt độ cụ thể cho thủ đô Hà Nội trong chiều ngày hôm nay, nắng nóng sẽ tiếp diễn với mức đặc biệt gay gắt và nhiệt độ cao nhất có thể lên tới mức 41 độ, duy trì cho đến 16 giờ. Đến 19 giờ mà nhiệt độ vẫn còn cao 39 độ và thậm chí là đến lúc 22 giờ thì mức nhiệt mới giảm xuống, vẫn còn ở mức cao là 34 độ. Cái nóng vẫn hầm hập bủa vây. Trong khi đó thì thành phố Hồ Chí Minh nắng gián đoạn sẽ duy trì trong 1 đến 2 tiếng nữa. Nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay dự báo sẽ là 34 độ. Sau đó mây nhiều lên, có thể chuyển mưa rào rải rác và cục bộ sẽ có những điểm mưa lượng khá, kèm theo đó là dông gió mạnh. Đó là những thông tin thời tiết đáng chú ý của ngày hôm nay. Còn bây giờ xin mời anh Hạnh Phúc tiếp tục chương trình.